Đúng thế, tao đang xui hàng con e-bot. Chưa biết được, thầy đang lấy xem. Đây là tính là thầy sẽ cắt cho mỗi đứa một cái cục này để cho các bạn chơi pop pip. Con robot đó. Này là con Xbox mua của OH Stem. Hôm tới đây thầy chắc là trong ngày hôm nay là thầy ngày hôm nay hoặc ngày mai thầy sẽ lắp xong con này không? Thử dụng cái đèn luôn. Bởi vì lần nào các em về thì cũng là trùng cuối của trường mình. Thầy mua em một con rồi. Được, nhưng mà đợi thầy để thử xem nó có lỗi hết gì không. Nhưng mà ý em là thầy giải quyết. À được, cũng có thể đi đâu, không thể có điều kiện. Ừ, thầy có điều kiện. Bảo dùng con này chính là cái con gồm có hộp thứ nhất, tay điều khiển game PSV2 màu đỏ. Thế này tên tí nữa ta xem con tay này nó gì. Tí nữa cắt cho mỗi bạn một miếng này, không được một đống cho vỡ được buồn. Hát từ của nó đang premium. Sau khi đặt Shopee ra con này hết đúng còn 3 ngày, 4 ngày. Này có cái khả năng chống sốc rất tốt đấy, họ rất cẩn thận, có cả nhiều chống sốc này. Có phiếu xuất kho. Này robot Xbox này, phụ kiện bắn bóng này, tay gắp nâng này, tay điều khiển. Màu xanh. Ồ, con này vỏ màu xanh. Ten ten ten. À, thế cái con tay gắp là con khác ở đây. Đấy, xong đó mình sẽ lắp tay cho nó. Tay gắp mô riêng. Đấy, lắp đây là con Xbox. Con Xbox. Lắp thêm một pin này nó sẽ đóng khỏe ra luôn này. Có chứ. Cái này hộp trông rất chắc chắn nhé. Được. Thứ hai, cái kế tiếp là khơi nguồn sáng tạo. Máy bắn bóng OH Steam phê một trắng đạo. Một review. Cái này là cái này cái gì đây? Tay gắp nâng. Chính cái mà Nhật Minh bảo đấy. Tay gắp nâng vào đây. Một hộp này khác. Ta xem đầu tiên là xem con robot trước đi. Kéo thì đi. Kiểm dò các đồ trả linh kiện hơi nhiều so với quy định nhiều bên. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng theo công ty họ bảo thì cứ lắp ráp theo hướng dẫn là chắc chắn là thành robot có thể điều khiển được. Nhưng đầu tiên này thầy chắc phải mất một buổi để làm theo con robot này. Sau đó hôm nào làm xong thì sẽ tổ chức cuộc đua của các cái giải thi đấu. Thầy có rất nhiều ý tưởng để cho con robot này thi đấu với nhau. Họ cho cả sa bàn gió lai nữa. Wow, có cả sa bàn gió là gió lai, tức là để nó tự động đi, nó có theo vạch đen là tự nó đi. Được đấy, gió lai gấp nó di chuyển lên gấp đồ xong quay ra đây xong gấp đồ đặt ở đây. Con nào đi tổng thời gian ngắn hơn con đấy thắng. À, mọi người thì có thể cài app trên điện thoại nhưng mà thầy thích trên tay game hơn cho nó thiết trên trong nó chiến hơn. Ôi trời, còn hướng dẫn robot lắp ráp này. Này nó có tận hướng dẫn chi tiết này mà. Nó như Lego, mỗi cái là Lego bộ này hơi mặn đây nha. Tổng là thiệt hại là 3.413.000. Đấy, người ta có hướng dẫn lắp chi tiết này chắc chắn là thầy cho mình sẽ làm được. Thầy nghĩ riêng cái tiền in phụ kiện này quá tiền này. Thông báo nâng cấp cảm biến dò lai. Wow, cảm biến dò lai bây giờ người ta sử dụng bộ 4 mắt lai cảm biến dò lai để đi tự động. Bây giờ nó sử dụng cảm biến này, cảm biến bốn 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 mắt.
Trước đây cảm biến dò lai của mình chỉ có 2 mắt thôi. Được, cảm biến dò lai. Ngon. Đây, wow, khung sườn robot đây. Nhôm rất chắc chắn. Để ta xem. Con này là cảm biến siêu âm, tránh vật cản này. Con này cảm biến dò lai 4 mắt, họ vừa nói này. Còn con này chắc là con CPU của mình. Đây, cái bộ não của nó chỉ có mỗi từ này. Đấy, mình lập trình, sau đó mình cắm kết nối vào dây USB, nó chạy phát ra, chạy ra. Để xem dưới này, này có phụ kiện gì nữa. Rất chi là nhiều phụ kiện. Đây, phụ kiện là dây cắm, à,